Đấy, các bạn thấy không, những chùa nè, chùa chiền hay đồi núi, những nơi yên tĩnh là những cái côn trùng này kia nó tụ hội về các bạn ha. Đây là những điều rất là lạ các bạn nha. Thường những nơi yên tĩnh thì chim thú rồi côn trùng nó mới tụ về các bạn nha. Những nơi nào mà ồn ào quá thì ít khi nào mà những cái loài động vật, những loài thực vật luôn các bạn ha, nó ít khi nào nó tụ hội về đó. Các bạn thấy không, những cái nơi yên tĩnh là thường chim thú tụ hội về các bạn ha. Hôm nay là ngày 100 ngày của Hòa Thượng Sư Ông Chùa An Long. Ra thăm mộ của Sư Ông các bạn ha. Dạ, mèo quay đầu lại các bạn ha. Đấy. Có những cơn mưa rất nhẹ các bạn nha, mưa rất nhẹ thoáng qua. Đấy. Đi vòng qua cho các bạn xem cây cao này, này cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn ha. Đây, tượng Bồ Tát đã làm lại rồi các bạn nha, tượng Bồ Tát làm lại khá là đẹp, có mái vòm nữa nè. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Mình đi xung quanh hết rồi mình mới nghiệm ra một điều rất là lạ rồi ha. Chỉ có ngay cái phần của mộ sư ông, những con ve này nó kêu khá là lớn và tụ hội về đây khá là nhiều, còn những cái khu vực xung quanh nó là rất là ít ve và nó kêu không có lớn như thế này các bạn ha. Mình thấy một điều khá là lạ, có những cái điều tâm linh chúng ta không thể lý giải được đâu các bạn nha, chỉ có những người trong đạo thì mới cảm nhận và hiểu được phần nào thôi. Còn những vị thầy đức độ thì mình không phải bàn đến rồi. Rồi, xác ve sầu rất là nhiều các bạn nha. Cũng là lần đầu tiên mình thấy xác con ve nè. Wow, mấy em này tiến hóa lên thành con gì ta? Wow, quá nhiều luôn các bạn ơi. Mới thấy một em bay ngang các bạn ha, quá nhiều luôn á. Wow, chỗ nào cũng có mấy cây ngoài đây. Ô, cây đây là quá nhiều luôn nè, mấy em nó bâu hôi rồi luôn đây nè. Ui ui, rất là nhiều các bạn nha. Tìm một em thì hơi bị khó các bạn ha. Để mình tìm thử một em coi. Ai, mình thấy một em rồi các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không?
Rồi qua đây còn một em nữa các bạn ha. Đây một em nữa các bạn ha. Đây 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 đây. Đó, thấy không? Xa quá hơi khó nhìn các bạn ha. Ôi mấy em tụ hợp trên đây quá nhiều luôn các bạn ơi. Những cái nơi yên tĩnh là những cái côn trùng về rất là nhiều các bạn ha.